Sở kiểm sát đã gọi điện đến Kiểm sát hả? Họ kêu cô đi hỗ trợ điều tra Họ kêu cô đi hỗ trợ điều tra Cô đã phạm tội gì sao? Liên hệ họ giùm tôi Tôi sẽ tới nói chuyện Dạ yeah. Alo Tôi là hàng chính nhậm đây. Dạ phải, là trưởng phòng tranh gan quân. Có chuyện gì vậy? Cái gì? Liên quan tới tiền giống phi pháp của phòng tranh gan quân. À, tôi biết rồi. Ngày mai tôi sẽ hỗ trợ điều tra. Mỹ Anh đang làm chuyện phi pháp hả? Ờ à, Hơn nữa Còn làm chuyện mà trước kia hai mẹ con đâu quệ bân từng làm Đúng rồi Nhà của cô ấy đã ra nông nổi này rồi mà Ngày nào cũng mua túi sách với quần áo Thì làm gì có tiền Tiền đó có được là từ việc làm phi pháp đó Chính nhận mà Chúng ta tố cáo đi Mượn cơ hội này để cho cô ta bị trừng trị thích đáng Chúng ta hãy thu thập chứng cứ cho đầy đủ Rồi xử lý tiếp nha Chúng ta phải làm như vậy không biết cô có chuyện gì nữa hình như cô bận lắm chúng tôi về trước đây tôi sẽ thông qua bệnh viện liên lạc với anh tôi anh cũng lấy văn bản có ký tên đó rồi đi đi chắc là hàng chính nhậm cũng không rảnh gửi cái đó cho anh đâu đúng vậy cứ cần giúp gì không cô sắp phải đi hỗ trợ điều tra rồi mà nếu như cô cần giúp tôi giúp gì thì cứ lên tiếng nha ờ phụng tiên là mình đây ờ à, chính nhậm à mình đã đoán trúng rồi mỹ anh đã đi rồi hình như cổ bị phát hiện thành gạt đó mình cũng nghĩ vậy đó nhưng hai năm trước cô ấy cũng đã làm như vậy rồi mà này sao có thể như vậy được nữa chứ khó nhất là lần đầu tiên lần thứ hai thì chuyện gì cũng dễ dàng hết cũng phải nên cô ấy mới làm những chuyện pháp đó mỹ anh đã hành động rồi vậy chúng ta cũng phải chuẩn bị đi bây giờ đã tới thời cơ rồi đó chúng ta hãy tung chứng cứ sao con lại uống rượu vậy lại có chuyện gì nữa sao còn chuyện gì nữa dựa theo kế hoạch ngày mai hàng chính nhậm sẽ phải đi hỗ trợ điều tra đó bởi vì con thấy vui quá nên mới khui ra uống mừng thôi vậy hả vậy tốt quá rồi sao mặt của mẹ lại đỏ như vậy chứ mẹ mới uống rượu hả ơi người mẹ nóng lắm không biết tại sao lúc này lại bị vậy nữa lúc thì lạnh lúc thì nóng mẹ sắp điên mất rồi đó thiệt là bực mình quá mà. ơi trời ơi mình sắp điên mất rồi. Ê, người mình lạnh như vậy, mà sao cứ ra mồ hôi vậy chứ. ơi không thể thấy này được cũng không thể thấy kia. ơi bây giờ mấy giờ rồi, sao mỹ anh còn chưa về nữa chứ, cái con bé này. Ây. ơi bây giờ mấy giờ rồi mà con mới về hả con không biết thế giới này đáng sợ cỡ nào sao tại sao về trễ như vậy mẹ à bây giờ con không còn hơi sức trả lời nữa ngày mai mới nói nha mẹ Ồ. còn có chuyện gì vậy mà nè con thấy khó chịu chỗ nào sao mẹ à sau này sau này mới nói nha ê con đi ngủ hả phải tắm rửa chứ còn phải thay đồ nữa vậy mẹ lấy khăn ướt cho con nha đợi chút đi ê. lúc nãy hình như con nghe thấy tiếng của mẹ anh phải không con nhỏ này giờ mới về sao ơi mới về con nhỏ này gan lớn thiệt đó có phải nói chuyện với nó đã ê mặc kệ nó đi Không biết nó đi đâu về nữa Không chịu tắm rửa Mà nằm xuống giường luôn rồi Gì? Bởi vì Diêm da say rượu Về giờ còn phải tắm 30 phút nữa hả? Chuyện gì vậy? cho nên trưởng phòng hàng chính nhậm đã làm những việc phi pháp có phải không cô có chắc không đúng vậy anh coi những tài liệu này thì biết trưởng phòng hàng chính nhậm cô ấy đã làm những chuyện phi pháp là sự thật rồi phải tố cáo cô ấy sớm hơn nhưng mà mãi tôi vẫn không có dũng khí làm như vậy tôi sợ bị phòng tranh đuổi việc nhưng mà lương tâm tôi thật sự không cho tôi làm như vậy tôi thật sự cảm thấy rất áy náy cho nên tôi mới tới đây đầu thú đó tố cáo nội bộ có phải chuyện dễ đâu cô đã làm một điều rất đúng đó đúng vậy làm rất đúng chị chính nhậm không chịu sống yên phận đi tại sao chị ấy phải sự việc ra nóng nổi này không phải là lỗi của em đâu ngày mai phải đi tới thăm cô trước đã sau đó tới phòng tranh lấy cái mình đã chuẩn bị thời gian này cậu ráng lo cho chủ tịch giùm mình nha đừng để ông ấy bị lao lực quá chuyện đó không khó đâu chính nhậm mà mình biết cậu biết ơn và thấy có lỗi với chủ tịch nhưng mà từ chuyện công ty tới chuyện lo cho chủ tịch mình không biết cậu có nhất định phải làm vậy không cậu nghĩ lại đi có đáng không vậy phụng tiên à không phải trái tim của cậu thuộc về hiền vũ sao chủ tịch bởi vì mình mới ra nông nổi này mình không thể xử sự theo tình cảm được đâu chính nhậm mà hiền vũ với mình đã qua đi rồi mình không thể bỏ mặt chủ tịch vì mình mà ra nông nỗi này được mình không thể bỏ mặt ông ấy Em có nhìn thấy đôi cánh trên chiếc nhẫn không? Là lời kết của thiên sứ. Anh muốn bảo vệ em. Không bị tổn thương gì Anh hứa với em Em không muốn rời khỏi với anh xong Bắt đầu từ giờ Đừng lo cho ai nữa Chỉ nghĩ cho em Chứ anh Chúng ta thôi nếu em không muốn rời khỏi anh thì đừng gỡ bỏ nó nữa nha

<laughs> như vậy có thể hạ sốt sao cái ở trên bàn trang điểm đó của mẹ đó của mẹ sao đây là gì vậy tình trạng của mẹ chắc là tới thời kỳ mãn kinh rồi cho nên mẹ đừng có than mặt bị nóng nữa mẹ cứ uống thuốc này đi hả người biết lo cho mẹ đúng là chỉ có con gái thôi không phải mẹ có chuyện nói với con nên mới vô đây sao hà chính nhậm đi hỗ trợ điều tra phải rồi chuyện gì rồi nhưng mà cô ấy tới nhà chúng ta kìa bây giờ đang ở trong phòng phu nhân đó chắc vẫn chưa tới giờ đó mà chắc là tới chào tạm biệt trước khi cô ấy tới hỗ trợ điều tra đó dĩ nhiên hà chính nhậm không biết đây là cuộc chia tay đâu chơi với cô đi mà đừng có đi con xin lỗi cô hôm nay con có chỗ phải đi con sẽ tới thăm cô ngay mà con đi đâu vậy cô đi chung luôn nha chỗ này cô không đi chung với con được đâu lần sau chúng ta sẽ cùng tới chỗ nào vui vui nha cô vậy thì cái chỗ hôm nay con đi có phải là chỗ xấu không hả chỗ này cô không đi chung với con được đâu không thể nói là chỗ xấu được nhưng mà chỗ đó có kỷ niệm rất khó phai có kỷ niệm rất khó phai sao chính là chỗ con bị quan phải vô tù đó cô vậy cũng phải đi hả ơi con không đi là được chứ gì hôm nay con phải tới đó là để gỡ bỏ kỷ niệm khó phai đó của con đó cô à cô sẽ không để người ta ăn hiếp con như hai năm trước nữa đâu, còn nhất định phải cho họ nhìn thấy, kết cục không đơn giản như trước kia nữa. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời đang khóa máy. Cô chú, à, anh làm cái gì vậy? đưa cho tôi có phải anh gọi cho phụng tiên sao không được đâu tôi không được chính nhậm đi hỏi trợ điều tra xong điện thoại gọi không được phải gọi cho phụng tiên hỏi cô ấy có chuyện gì không chứ tôi sẽ bị phụng tiên cô ấy chửi đó phụng tiên nói tôi tuyệt đối không được nói cho anh biết chuyện này đâu anh không nói cũng vậy sớm muốn gì tôi cũng biết thôi phụng mà. tiên nói là chuyện có thể kết thúc trước khi anh biết được mà tôi nói thiệt đó vậy tức là sao hả có thể kết thúc à đây là gì đây chính là chứng cứ đáng nghi ngờ mà anh đã nói đó chứng cứ à hai năm trước tôi đã không thể rửa quan cho mình bởi vì tôi chỉ nói bằng miệng thôi cho nên tôi đã chuẩn bị đầy đủ nếu như chứng cứ trong này được xác nhận thì sẽ biết được sự thật những việc phi pháp xảy ra trong nội bộ của phòng tranh thôi anh cứ xem đi rồi sẽ biết Chắc chắn là hàng chính nhậm Đã đi hỗ trợ điều tra rồi đó Dùng cách này để loại hàng chính nhậm đi Bắt đầu từ bây giờ phải tiến hành kế hoạch tiếp theo rồi Nếu nghi ngờ hàng chính nhậm được trở thành chính thức quá Thì sẽ tức đi tư cách của người đại diện Đội tuân thái phải giải thích trước ban quản trị đó Bởi vì đội tuân thái quá độc đoán Nên để hàng chính nhậm làm người đại diện cho mình Nếu có vấn đề gì Thì hắn phải gánh chịu một mình đó nếu đồ tuấn thái không ra mặt thì chuyện đó cũng sẽ trở thành vũ khí làm ban trị sự lung lai thôi anh đã bắt đầu tiếp xúc với ban quản trị rồi tuy đã nói với ban quản trị phía bên chúng ta nhưng ban quản trị bên phía đồ tuấn thái vẫn hình như là còn rất do dự đó anh nghĩ là bên đó đang đề phòng chúng ta bây giờ em phải tới buổi tiệc của các phu nhân trị sự để coi tình hình ra sao đã nếu em tới thẩm mỹ viện nữa Thì bây giờ em phải đi rồi Anh cũng phải ra ngoài sao Anh cũng có chuyện cần phải làm à Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. anh tới rồi hả giám đốc phát mời ngồi chúng ta bắt đầu thôi sản phẩm lần này là để nhấn mạnh chức năng về thiết kế kỹ thuật cao mà đã bỏ ra rất nhiều công sức đem hình từ cuộc sống đã biến thành hình tượng chỉ thuộc về chúng ta thôi xin mời mọi người hãy coi tài liệu có liên quan đến nhưng các em cũng không biết chủ tịch ông ấy có kế hoạch gì sao em không rõ sao em còn những lời nữa làm người đại diện cho chủ tịch rất là nguy hiểm đó biết không em có chắc chưa đúng vậy anh ấy chỉ kêu em làm người đại diện thôi không có nói rõ chi tiết gì hết nhưng mà Em cũng có dự định riêng nên mới nhân lời của anh ấy thôi. Dự định gì nữa? Có thể mượn cơ hội này để trả thù đô quệ bân và phát hiền thành. Trả thù tất cả những gì em đã phải chịu. Cái gì? Không phải anh cũng rất rõ sao? Trước đó đô quệ bân và phát hiền thành đã đối xử với em như thế nào? Em bỏ công ra thu thập chứng cứ. Hay mỗi lần em muốn công khai ra, họ đều dùng tiền và quyền lực giống có của mình để mà chạy tội. Bây giờ em đã có cơ hội rồi. Cho nên anh, cũng giúp em đi nha. Có được không vậy? Phát huy chủ đề ở cái tôi yêu thích đánh gôn nhất sẽ nhấn mạnh được. Hy vọng sẽ được hợp lý hơn. Mọi người có ý kiến gì không? rốt cuộc tại sao cô phải tới đây chứ tại sao cái gì đây là dự án mà chủ tịch đô tuấn thái rất là quan tâm Chỉ nhiên tôi phải tới coi chứ không phải tạm thời thúc đẩy hạng mục mang tính hoạt động đây là dự án mà tập đoàn đã bỏ rất nhiều công sức chuẩn bị cô có hiểu chưa hình như câu nói này giống như dựa trên tựa đề tôi không thể tiếp tục tham gia hạng mục này nữa anh mới nói như vậy sao có phải vì lý do này không à sở kiểm sát điều tra nếu bởi vì chuyện này thì anh không cần lo như vậy đâu bởi vì đối với việc xúc tiến của dự án lần này sẽ không có bất cứ vấn đề gì hết Em đã nói theo lời anh như vậy đó. Em không có cảm giác đặc biệt gì sao hả? Như là đang nghi ngờ lời khai của em đó. Hay là họ có cảm thấy nghi ngờ về chứng cứ không hả? Em không có cảm giác này chút nào. Rốt cuộc là bị gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Trường Mỹ Anh. Là ai vậy? Kiểm sát viên sao anh lại tới đây vậy? Trương Mỹ Anh, tôi bắt giữ cô với tội tham ô và lừa gạt nghiêm trọng. Bắt bắt giữ hả? Tại sao lại bắt tôi chứ? Bị cáo có quyền bướng luật sư, cũng có thể giữ im lặng, có quyền kháng nghị nhưng là bất lợi cho mình. Mong cô là hãy hợp tác với chúng tôi, hãy về đồn đi. À, khoan đã, không thể nào đâu, chắc là xảy ra sơ sót gì rồi đó. À, Hiền Thành à. Anh Hiền Thành, thả tôi ra! Anh Hiền Thành à, anh Hiền Thành. À, Sở Kiểm sát điều tra. Nếu như bởi vì chuyện này thì anh không cần lo như vậy. Bởi vì đối với việc xúc tiến dự án lần này sẽ không có bất cứ vấn đề gì đâu. Đúng là chính là được. rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu lần vậy tôi thật sự bị quan mà nếu tôi thật sự làm những chuyện đó thì tôi cần gì đích thân đi tố cáo nội bộ chứ anh nghĩ lại coi chắc là cô muốn nhân lúc trước khi tội của mình bị dạch trừng ra đi qua cho người khác để tự mình phát tội có phải không hả không phải anh đã coi qua chứng cứ của tôi hết rồi sao tôi không vô qua người khác người làm những chuyện xấu xa đó không phải là tôi mà là trưởng phòng hàng chính nhậm là cô ấy mà chị à? Trưởng phòng hai chính nhậm đã đập bằng gốc chứng cứ mà cô lập giả rồi. Cũng đã xác nhận lời khai hết rồi. Cô có biết không hả? Không phải tôi che đậy lại là có thể giải quyết được vấn đề. Tại sao em phải làm như vậy chứ? Em xin lỗi chị à. Không phải em che đậy lại là có thể giải quyết được vấn đề đâu. Tại sao em phải làm như vậy chứ? <laughs> chị à, Bây giờ chị đang tiến hành trả thù em sao? Có phải như vậy không? Chị, chị nói sự thật dựa vô lương tâm của chị mà thôi. Chị, chị nói sự thật dựa vô lương tâm của tôi mà thôi. Đây chính là cái bẫy. Tôi cũng bị hãm hại mà, tôi bị quan mà. vậy tức là sao tại sao em gái tôi lại ở trong sở kiểm soát vậy hả nè ừ. ờ, xảy ra chuyện gì vậy thật sự đã xác thật là trương mỹ anh hay sao à, tôi biết rồi dạ cảm ơn dạ N ờ, nè con sao mỹ anh lại hỗ trợ điều tra ở sở kiểm soát vậy xảy ra chuyện gì rồi hả họ nói mỹ anh đã làm chuyện phi pháp ở phòng tranh rồi mẹ Cái gì Những chuyện phi pháp sao Đúng là quan đường thật mà Mẹ đừng lo chuyện tiền bạc nữa Phí sinh hoạt không đủ Giờ tiền cần tạm thời Bất cứ thế nào con cũng sẽ giải quyết được mà Đây là tiền gì vậy Con đã nhận tiền thưởng Ở phòng tranh đó mẹ Số, số tiền đó đều là à, Mẹ Không sao chứ Bà Hiểu Nhuận Bây giờ phải làm sao đây hả Không phải Em gái con Phải làm sao đây hả Đúng vậy Trưởng phòng trường đã bị bắt rồi Sự việc thất bại rồi đó Nhưng mà Tiệc liên quan của các phu nhân Có gì quan trọng chứ Người làm chuyện phi pháp Không phải là hàng chính nhậm Mà là trưởng phòng trường đã điều tra rõ ràng rồi họ nói mỹ anh phải hỗ trợ điều tra ở sở kiểm soát là bởi vì đâu quẩy bao giờ phát khi thành sao đúng vậy em nghe tin mỹ anh bị bắt giữ nên đã đi thăm dò thử đó Đôi Quệ Bân và Phát Khi Thành biết được Trước đó Mỹ Anh đã làm chuyện phi pháp ở phòng tranh Mới muốn hãm hại em đó Em Vậy tức là cái bọn đó Lợi dụng Mỹ Anh của chúng ta sao nhưng mà trong quá trình điều tra đã điều tra rõ mỹ anh đã làm chuyện phi pháp chỉ cần chuyện không nghiêm trọng lắm em cũng có thể nói chuyện với chủ tịch để giải quyết vấn đề nhưng mà bây giờ tình hình bất lợi lắm mỹ anh đã bị đô Quệ bân và phát hiện thành hai người đó gạt cô ấy rồi cái gì còn cái gì nữa tao là anh của trương mỹ anh đã bị mày lợi dụng đó thằng chó <laughs> cái thằng khốn này bây giờ mày còn muốn hại em gái tao hả <laughs> anh nói điên rồi hả anh không muốn làm nữa sao mà nói cái gì cái tao tiểu với này tiếc đâu <laughs> anh à ờ, đốc ờ, đốc anh à bỏ ra bỏ tôi ra hôm nay không phải phát hiện Thành chết thì là tôi chết bỏ ra cái gì phát hiện thần. cái thằng này mày dám ở đây à đừng có làm bỏ gì ra. nữa anh à Sao chị lại tới đây lúc này chứ Đã để quên cái gì rồi sao Còn nhỏ đồ quậy bân đâu hả Ở lầu hai phải không Con nhỏ đồ quậy bân gì hả Bây giờ chị đang nói gì về con gái yêu quý của người ta vậy Chị biết con gái đáng ghét của chị Đã làm gì với con gái yêu quý của tôi không Hả Cái gì Con gái đáng ghét Chị nói xong chưa hả Tôi thấy chị tội nghiệp mới lo cho chị thôi Bây giờ tôi còn có thể không nói lung tung sao Bởi vì con gái chị Mà con gái tôi phải đi tù rồi nè Chắc là con gái của chị đã làm gì sai cho nên mới đi tù mà. Cái gì? Yeah. cái gì? Uh, uh, hả? Ơ uh, uh, nè. Cái bà chị này giả man uh, uh, hả? Uh, Bỏ ra. Gì bởi vì Cô có tri thức sao? Việc là giả man mà thì có thể có tư cách quỷ quậy đi cuộc đời của con gái yêu quý người ta sao? Ai quỷ hoại cuộc đời của ai hả? Nói lại coi. Uh, uh, uh. Anh ấy có trong đó không? mặt anh bị sao vậy đánh nhau với ai hả em cũng được hàng chín vòng người tới sao anh cũng vậy sao tôi nghĩ cho dù tôi không giải thích thì hai người cũng rất rõ rồi tại sao tôi lại kêu hai người tới đây lợi dụng trưởng phòng trương sách hoạch chuyện này có lẽ là hai người có đúng không nhưng mà chắc hai người thất vọng lắm hai người nghĩ tôi sẽ bị mắc bẫy giống như hai lần trước hay sao vậy cô ngay từ lúc đầu cô đã chuẩn bị xong hết rồi có phải không Cô biết chúng tôi sẽ cho trưởng phòng trương tới sở kiểm sát Mới cố ý dân bảy có phải không Người dân bảy là hai người đó Hơn nữa còn lợi dụng trưởng phòng trương Làm mọi câu đã sách hoạch chuyện này nữa mà Đô Quệ Bân Còn giám đốc phát nữa Nếu như không phải thì nói không phải đi Chúng tôi Thật sự không hiểu cô đang nói những gì Chuyện này không liên quan tới chúng tôi anh không nhớ lúc nãy đâu quậy bân nói Câu nói cô ấy biết sẽ cho trưởng phòng trương Tới sở kiểm soát hay sao Anh nghe có rõ không vậy Chắc là tôi nghe không rõ đâu Ờ, à, Bây giờ anh muốn thoái thác trách nhiệm hay sao Cũng giống như hai năm trước Quăng bỏ tôi giống như cù hy sinh phải không Muốn đẩy trưởng phòng trương vô trồng Sau đó tự mình chạy tội sao Có phải như vậy không Không phải chúng tôi đẩy cô ấy vô đâu Là bản thân trưởng phòng trương làm chuyện phi pháp thôi mà Vậy thì trách nhiệm này không phải để một mình cô ấy gánh chịu sao Chị lại tới đây làm gì nữa Là gì Muốn cười nhạo bộ dạng này của em sao Gậy ông đập lưng ông Chị hãy giả rồi chứ Người cô quán trách không phải là tôi Bởi vì người hại cô ra nông nỗi này Không phải là tôi Cái gì Tôi có đồ muốn cho cô coi nên mới tới đây Đừng xin hợp mặt à Hạt dính nhậm Xin sợ kiểm sát gặp Trương Mỹ Anh sao Chuyện đó là vậy sao Lúc nào Cũng giống như hai năm trước Quăng bỏ tôi giống như cầu hy sinh phải không Muốn đẩy trưởng phòng trương vô trồng Sau đó tự mình chạy tội sao Có phải như vậy không Không phải chúng tôi để cô ấy vô đâu Là bản thân trưởng phòng trương làm chuyện phi pháp thôi mà Vậy thì trách nhiệm này Không phải để một mình cô ấy gánh lấy sao Bây giờ cô đã hiểu rồi chứ Cô đã bị Đô Quệ Bân và Phát Hiền Thành lợi dụng rồi. Phát Hiền Thành đã phản bội cô. Còn nữa. Để tự mình có thể sống sót cho nên anh ấy đã hy sinh cô đó. Nhưng mà Cô còn muốn bị mắc bẫy tới chừng nào nữa đây? rốt cuộc cô đã làm gì hả đúng vậy tôi đã làm cái gì hả